karaoke trước thì karaoke sau ngồi sống. Thổi hả? Đây. Chiều. Anh đi mời quay video được không? Máy quay được không? Sao bắt không qua vậy? Em quay ngược ảnh lên được không? Sao kỳ vậy? Là sao? Sao cái chữ nó ngược nè? Kể đi để hỏi sao chứ. Tại vì chưa bắt lên, không chưa bắt lên.